Xin chào quý chị, mình đang đứng trên dự án EcoSun thuộc địa phận xã Phước An, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. EcoSun thì hạ tầng cũng khá là đẹp, cây xanh, cây bạc Đài Loan này rất đẹp này quý chị ha. Đường cũng đã rải nhựa hết rồi. Hôm nay mình giới thiệu chị một lô đất đang nằm sâu hơn 17 mét ha, diện tích đó là 87,5 mét vuông. Lô đất này quý chị ngang năm và có tổng diện tích là 87,5 mét vuông. Dự án EcoSun này thì mình nói tổng quát về vị trí của nó ha, một xíu cho quý chị hình dung, tại vì nó cũng chưa được nhiều người biết tới. Nếu mà so với lại cái khu đô thị thành phố mới Nhân Trạch thì nó nằm ở cách cái khu tái định cư Phước An khoảng độ 800 mét, cách cái khu đô thị xây dựng Hà Nội khoảng độ 1 km ha, cách khu dự án HUD khoảng độ 2 km thôi quý chị. Trên màn hình là mình sẽ đã để các cái vị trí của các dự án trong tổng thể thành phố mới Nhân Trạch đó để quý chị hình dung cái dự án EcoSun này. Hạ tầng của EcoSun thì đẹp rồi quý chị ha, có thể thấy cây xanh này, đường cũng đã rải nhựa hết rồi. Cọc trong từng lô đất chia rằng người ta cũng còn nguyên cọc ha, mốc và vỉa hè còn đẹp này. Hạ tầng cây bàng Đài Loan ha. Nó gần với một cái hồ Hạnh Phúc, là cái hồ nhân tạo lớn nhất của huyện Nhân Trạch. Sổ sẵn, thổ cư 100%. Hạ tầng đẹp. Nó cách đường vào sân bay Long Thành, đường Nguyễn Ái Quốc á, nó chỉ độ khoảng 3 km thôi chị ha. Đường vành đai 3 hơn, nó tính về nếu mà so với tổng thể trong thành phố mới Nhân Trạch thì nó gần được cái đường vành đai 3 hơn là các cái dự án HUD và xây dựng Hà Nội, Thành Hưng. Nhược điểm lớn nhất của nó là ít dân ở. Diện tích thì cũng nhỏ nên giá thành của lô đất này nó cũng chỉ khoảng hơn 1 tỷ, khoảng 1 tỷ 080 triệu là quý chị có thể sở hữu cái lô đất 87,5 mét vuông này rồi. Sổ riêng hết rồi quý chị. Giá đã nhích nhẹ và hiện tại là nó khoảng hơn 1 tỷ, 1 tỷ 080 triệu. Quý chị quan tâm liên hệ mình ha. Số điện thoại và Zalo mình để trên màn hình ạ. Mình còn nhiều sản phẩm giá tốt ở trong các cái dự án quanh thành phố mới Nhân Trạch này, quý chị có thể liên kết bạn Zalo, mình sẽ gửi thêm những cái sản phẩm khác để tham khảo. Xin chào ạ.